anh chị và các bạn thân mến. Có thể trong những ngày vừa qua thì anh chị và các bạn đã và đang nghe thấy những cái thông tin, những cái tín hiệu về kinh tế vĩ mô đang cho thấy những cái tích cực nhất định mà chúng ta ngoài những cái dự báo của chúng ta. Và điều đó thì nó tác động như thế nào và chúng ta nên hiểu và đánh giá cái những thông tin của kinh tế phát đi cũng như là chúng ta ứng dụng vào câu chuyện đầu tư trên thị trường chứng khoán nói riêng và các kênh đầu tư khác như thế nào thì cho nó phù hợp. GDP 9 tháng đầu năm 2019 đã tăng 6,98% cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây Điều này thực sự là một trong những cái tín hiệu kinh tế vĩ mô rất 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 tốt Và rất nhiều các cái trang báo kể cả các cái trang báo của thế giới đó là Bloomberg Thì cũng đăng tin Thì theo tin từ Bloomberg thì GDP quý 3 tăng bất ngờ tăng tới 7,31% và các cái tổ chức quốc tế đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 cho Việt Nam rõ ràng thì chúng ta thấy rằng là những cái tín hiệu vĩ mô phát đi như vậy thì rất rất là là đáng mừng rất rất là đáng quan tâm. À, tín hiệu đầu tiên cho thấy là đầu tư trực tiếp nước ngoài đang gia tăng và cùng với nhu cầu nội địa tăng mạnh với sự tăng trưởng doanh thu và doanh số bán lẻ bùng nổ gần đây thì Việt Nam sẽ có thể tiếp tục giữ được cái đà phát triển vào cuối năm 2020, các nhà kinh tế của ngân hàng Maybank, Linda Liu và Chu Bin cho biết trong một cái nghiên cứu gần đây. Và rõ ràng rằng là những cái tín hiệu kinh tế như vậy thì cũng không ngoại trừ chúng ta thấy được những cái điểm rất tốt, rất tích cực. Và trên thị trường chứng khoán thì khi tham gia đầu tư thì chúng ta không khỏi Bỏ quên những cái nhận định, những cái sẻ chia của những cái gọi là cá mập trên thị trường Chia sẻ về cái xu hướng của thị trường trong thời gian sắp tới Và một trong số đó là cá mập Nguyễn Duy Hưng à, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của công ty cổ phần chứng khoán SSI Một trong những cái doanh nghiệp đầu ngành được xếp vào dạng top 1 trên thị trường chứng khoán về các cái hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài chính chứng khoán phát hành cổ phần cổ phiếu trái phiếu và các cái hoạt động gọi là M&A cũng như là những cái hoạt động bảo lãnh phát hành thì trong một cái nhận định trên trên một cái diễn đàn và cái diễn đàn này là nhân tiện cái buổi tham dự cái buổi kỷ niệm 25 năm công ty quản lý quỹ Daragon Capital có mặt tại Việt Nam đã được 25 năm những người, những con người, những doanh nghiệp mà những quỹ đầu tư nước ngoài đã đầu tư tại Việt Nam thì một trong số đó thì có quỹ đầu tư Dragon Capital, một trong những cái quỹ đầu tư lâu đời nhất tại Việt Nam. Thì trong cái buổi kỷ niệm đó thì ông Hưng cũng tham gia và được mời tham gia là khách mời. Thì trong cái buổi chia sẻ tại thành phố Hồ Chí Minh trong cái 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 cái, cái, cái buổi tiệc uh, liên hoan và cái buổi tiệc này thì ông Hưng có viết chia sẻ lại trên kênh Facebook tiền tưởng cá nhân Facebook của ông Nguyễn Duy Hưng như sau Dragon Capital đã lấy hình ảnh của việc bảo tồn thiên nhiên và khái niệm tống hạnh phúc quốc gia làm cảm hứng cho cái lễ kỷ niệm của mình Khách mời danh dự là cựu thủ tướng của Bhutan, một trong những cái đất nước mọi được xếp vào hàng top đầu về cái xanh sạch đẹp và cái không khí môi trường gọi là siêu sạch là một trong những nhân vật mà mới nghe tưởng chẳng liên quan gì đến tài chính nhưng mà ông Hưng đánh giá đây là một trong ý tưởng tuyệt vời đặc biệt trong hoàn cảnh các thành phố của Việt Nam đang ở cái ngưỡng cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí trong hàng mấy ngày gần đây thì Hồ Chí Minh và Hà Nội là một trong hai thành phố À, là 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 những cái thành phố mà có những cái ô nhiễm không khí gần đây thì trong cái không khí của buổi kỷ niệm thì chủ tịch SSI đã chia sẻ quan điểm của các anh tài được gọi là các cá mập trên thị trường chứng khoán thì ông Hưng cho hay hay rằng là quý tư sẽ là quý tốt nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay ngay lập tức sau cái chia sẻ của ông Hưng thì đã nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực cũng như là những cái đóng cái 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 cái, cái sẻ chia cái cảm nhận của các cái nhà đầu tư trên thị trường và ông Hưng cho rằng là khởi điểm năm 2019 tức là đầu quý 1 năm 2019 thì cái ngưỡng thấp nhất của thị trường là nằm ở khoảng 878 điểm chỉ số VN Index có màn tăng trưởng khá ấn tượng trong quý 1 thậm chí có thời điểm đã vượt và hiện nay thì đang giao dịch quanh 1.000, nhiều khả năng thì đang uh, có dấu hiệu của câu chuyện gọi là vượt đến 1.000. Tuy vậy thì phiên giao dịch ngày 30 tháng 9 cuối quý 3 uh, năm 2019 thì khá thất vọng khi mà tướng chừng như là VN Index đã vượt 1.000 nhưng mà sau cuối phiên thì lại bị bán mạnh và dội trở lại trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 9. Thì có chứ có mặt tại cái lễ kỷ niệm 25 năm này của Dragon thì ông Lê Hải Trà, người phụ trách hội đồng quản trị của HOSE lại có những chia sẻ về việc áp dụng chỉ số hạnh phúc trong kinh doanh và rất nhiều những cái thông tin à, chúng ta nghe được chia sẻ của những cái cá mập, những cái nhà tạo lập trên thị trường và họ phát đi cái thông điệp là sẽ có một cái quý tích cực tốt nhất cho năm 2019 tức là quý tư năm 2019. Chúng tôi thì đưa ra những cái cảm nhận như thế này, rõ ràng là những cái thông tin tích cực này thì nó là rất mới, nó là gần như là vừa mới được đăng tải cách đây một vài ngày so với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng những cái số liệu này thì về cơ bản không còn mới đối với các quỹ các quỹ và các tổ chức bởi vì họ đã có những cái định lượng và đánh giá trước đó. Do đó thì trong cái việc đầu tư thì chúng ta cũng cần phải xem xét và cân nhắc thêm về cái việc là liệu tháng 10 năm 2019 có phải là một trong những cái tháng gọi là 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 tạo đỉnh của thị trường chứng khoán để bước vào một cái xu hướng gọi là dịch chuyển thiếu tiêu, tiêu cực hơn hay không. Mặc dù chúng tôi không muốn nói ra điều này, tuy vậy thì đã là chia sẻ, đã là đưa ra cảm nhận của Thắng ơi, coi như là một cái reaction của Thắng về một cái 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 cái, cái vấn đề đang được nóng bỏng trong trên trên thị trường tài chính nói riêng và trong các kênh đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản nói chung. Chúng tôi cho rằng là chúng ta đừng vội mừng vì cái câu chuyện rằng là những cái tín hiệu kinh tế vĩ mô phát đi để chúng ta hồ hởi phấn khởi cho cái câu chuyện xuống tiền giải ngân vào thị trường chứng khoán nói riêng và các kênh đầu tư khác nói chung. Bởi lẽ là chúng ta đừng quên rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn còn đang ở phía trước hai tuần đầu tiên của tháng 10 là hai tuần người Mỹ và người Trung Quốc tiếp tục ngồi lại. Tuy vậy thì rất nhiều những vấn đề đang và đã phát sinh trong những ngày gần đây, kể cả những vấn đề liên quan tới uh, các đảng đối lập trong cái uh, quốc hội của Mỹ và trong các cái 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 trong thượng viện và hạ viện của Mỹ đang muốn đang tìm các cái giải pháp hoặc tìm các một số cái cách để chia rẽ và cố gắng để để, để đưa ra cái thông điệp về việc là luận tội Tổng thống Mỹ về những cái sai phạm của ông này Tuy vậy thì việc đúng sai còn chưa rõ nhưng cái những cái áp lực lên thị trường là điều rất nhìn thất tức là nhìn rất rất dễ để nhìn thấy trên các cái chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng như là chỉ số công nghiệp uh, S&P 500 và các cái chỉ số khác trên thế giới. Điểm nữa đó là chúng ta thấy được rằng là ông Donald Trump một trong những người rất là cứng rắn và có một cái góc nhìn rất là mạnh bạo trong cái câu chuyện gọi là đả thương với lại các cái vấn đề của người Trung Quốc thì ông này đang phát đi một tín hiệu là như có khả năng là xem xét sẽ hủy bỏ cái việc niêm yết của các công ty chứng khoán các cái công ty mà gọi là niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ của người Trung Quốc đây cũng là một trong những cái cái gọi là cái đòn tiếp tục có thể sẽ gây ra những cái leo thang trong cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung và rất khó để đưa đến một cái đàm phán tích cực rất rất hy vọng rằng là ông Donald Trump cũng như là uh, ông Tập Cận Bình sẽ xuống nước trong thời gian sắp tới để có một cái đàm phán tạm thời uh, giúp cho nền kinh tế thế giới uh, uh, có một cái thời gian ổn định nhất định. Chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng trên thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một số các cái giải pháp mang tính chất kỹ thuật để xem xem là những cái thông tin chúng ta nhận được cũng như là những thứ mà chúng ta đang kỳ vọng thì nó đúng nói chung và nó phù hợp như thế nào thì về vấn đề chứng khoán Việt Nam nói riêng và các kênh đầu tư nói chung của Việt Nam thì chúng ta thấy được một điều như thế này à, trong lịch sử của thị trường chứng khoán thì phần lớn tới 90 đến 95 phần trăm theo những cái thống kê trước đây của chúng tôi thì gần như là quý 3 bước sang quý 4 năm 2000 tức là gọi là các cái quý cuối năm thì thông thường thì thị trường chứng khoán khó có thể duy trì được cái đà tăng hết được cái tháng 10. Và vì sao lại như vậy? Bởi vì tháng 11 và tháng 12 một số cái thông tin liên quan tới cái câu chuyện đáo hạn và nợ của ngân hàng đến thời hạn để gọi là tất toán vào cuối năm 31 tháng 12 cũng như là các doanh nghiệp thì tập trung cái đồng vốn cho cái câu chuyện sản xuất kinh doanh phục vụ cái mùa Tết thì Do đó thì cái căng thẳng về mặt thanh khoản của và về cuối năm trên thị trường, đặc biệt là thị trường tài chính thì sẽ gặp những cái áp lực và từ đó nó sẽ lan tỏa sang các thị trường khác, kể cả các thị trường như bất động sản. Mặc dù có nhiều cái kỳ vọng cho cái câu chuyện là mua nhà mới để đón Tết thì nó sẽ làm sôi lên thị trường bất động sản trong cái nhịp cuối năm Tuy vậy thì những gì chúng ta đang chứng kiến cho thị trường bất động sản hiện nay và những thời gian sắp tới là là những cái điều cũng cần phải lưu ý không vì cái thông tin về cái câu chuyện GDP mà chúng ta đến ngày hôm nay các cái cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ mới được nghe thấy trên các cái trang phương tiện trên báo thì chúng ta thường hay có một cái khái niệm là tin ra thì bán đó là cái thứ mà chúng tôi cũng thấy rằng là nó sẽ khá phù hợp trong cái tháng 10 năm 2019. Nhiều khả năng thì nếu với cái tích cực và cùng với cái việc hồ hởi phấn khởi dưới cái nhận định của cá mập Nguyễn Duy Hưng. Ông Nguyễn Duy Hưng và các cá mập khác trong cái buổi gọi liên hoan kỷ niệm 25 năm công ty quản lý quỹ Dragon thì nhiều các cái tổ chức đi gọi là đi song trùng và theo dõi cái thông tin này thì sẽ đánh giá tốt và tích cực cho thị trường. Vì vậy thì cái sức tăng của thị trường chứng khoán thì ngay lập tức cái phiên 30 tháng 9 là thể hiện rằng là sức tăng của nó là không mạnh như người ta vẫn tưởng. Và hơn thế nữa thì nếu cái sức tăng này có được duy trì thì nó cũng chỉ đâu đó kéo dài tới khoảng tầm nửa cuối tháng 10 năm 2019. Theo với cái lịch sử của tất cả những cái đợt tăng điểm trước đó của 10 năm trở lại đây thì thường là đến tháng 10 là cái tháng cuối cùng mà điểm số tăng do đó thì nếu chúng ta có giải ngân vào chứng khoán thì nên giải ngân ngay và à, nếu mà chúng ta mà còn đang còn đang băn khoăn thì cũng phải cân nhắc thêm còn nếu muốn giải ngân thì phải giải ngân ngay cấp tập và rút ra nhanh lẹ chứ đừng có quá như là tự tin vào những cái số liệu kinh tế uh, của Việt Nam để rồi chúng ta đưa vào cái việc là giải ngân vào thị trường một cách thái quá rất có thể thì các cá mập sẽ tìm cách uh, dẫn dắt thị trường để hút thêm cái dòng vốn ở bên ngoài vào, à, điều này là điều mà chúng ta có thể không khó để dự đoán. À, điều tiếp theo là chúng ta phải nên nhớ rằng là những cái câu chuyện của cuối năm thì nó sẽ còn rất nhiều vấn đề, kể cả những vấn đề liên quan tới câu chuyện của các ngân hàng mà chúng tôi không tiện nói ra trong video này cũng như là những việc mà những cái thông tư những nghị định sắp tới sẽ có hiệu lực thì chúng ta cũng cần xem xét và cân nhắc nhiều hơn, đừng quá vội vàng trong những cái tác động về mặt tâm lý, à, hãy đưa ra những cái quyết định đầu tư của quý anh chị và các bạn. Cũng như trong quá quá trình ra quyết định đầu tư cần phải dựa trên những cái tư duy uh, logic cũng như là những cái tư duy đúng mà lâu nay chị và các bạn vẫn đang đánh giá và nhận định đừng phụ thuộc quá nhiều vào những cái khuyến nghị hoặc là những cái phát biểu của các cá mập trên thị trường cũng như là cũng đừng phụ thuộc quá nhiều vào các cái chỉ số chỉ báo kinh tế có thể đâu đó thì những chỉ số chỉ báo kinh tế này nó còn không còn xa lạ đối với các quỹ đầu tư cũng như cũng chẳng có mấy là gọi là bất ngờ đối với những cái 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 cái, cái công tác dự báo trước đó do đó thì chúng ta cũng vui thôi nhưng mà đừng có vui quá và đừng quá hưng phấn trong cái câu chuyện của thị trường à, hy vọng rằng là những cái sẻ chia những cái react của chúng tôi về cái thông tin những cái vấn đề liên quan với thị trường chứng khoán thì đem lại những hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Một lần nữa chúc quý anh chị em và các bạn có một cái tháng đầu tư hiệu quả tháng 10 năm 2019. Một tháng cuối cùng à, theo dự báo của chúng tôi là thị trường có thể đem lại những cái gọi là sự ấm no, hạnh phúc cũng như là đem lại một chút um, những cái lợi ích, những cái lợi nhuận cho anh chị và các bạn cho những cái tháng cuối cùng của năm 2019 đón Tết uh, ấm no. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video, một cái cảm nhận, một cái chia sẻ khác của chúng tôi về những cái vấn đề của thị trường trong thời gian sắp tới. Đừng quên ấn like cho video cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những cái sẻ chia của Thắng ơi trong những video tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.